LTK Bonsai xin giới thiệu video này ngày 26 tháng 2 tại điểm bán cây kiểng của Trần Tiến cho bà con mình có nhu cầu giao lưu. Rồi. Ôi, chào anh Tấn, chào tất cả quý bà con đang xem kênh ạ. Hôm nay em có về một số lô trang đỏ, trang vàng, và nguyệt quế và một số cây sam giao lưu cùng với quý vị bà con trên mọi miền Tổ quốc. Rồi, đầu tiên là cây số 1 là rồi, cây số 1. Cây nguyệt quế nha bà con. Nguyệt quế. Nguyệt quế này cây nguyệt quế gì? Nó già, già cây rồi. Lá gì á? Lá này lá chung hả? Rồi đo chiều cao cái thì cái này được cao mình hạo thôi nha bà con. Cao độ khoảng là 1,5 m. Rồi. Tán ngang của nó là 116. Quay đi, quay vòng đi, quay vòng đi. Vô quay đi vỗ ơi. Quay tiếp đi. Cây mã số 1 nha bà con. Rồi, cây này là bứng hay là thần chậu? Cây này cây bứng nhưng mà nó rất là khỏe rồi anh. Tỉnh rồi phải không? Tỉnh khỏe rồi. Cây, đó, đúng rồi. Lật cái bề nhỏ từ nhỏ đi lên. Cái hoành của nó là 40 nha bà con. Bạm chính đi. Vị trí này lỏng lỏng ngón tay đó, bạm chính á. Bạm chính. Cây rất già nha bà con. Cây cây số 1. Cây số 1 là giá là 4 triệu nha bà con. Số điện thoại của em là 0919. Mấy? Giá nhiều. 44 triệu. Số điện thoại là 0919873462. Cũng gặp là số ai gặp chủ Trinh vợ. Rồi là bà xã đứng rồi, ha. Bà xã đứng. Bà xã nghe máy. Nói gì cho dễ. Dạ. Rồi. 4 triệu ha. 4 triệu cây số 1. Rồi ship toàn quốc hay gì? Dạ, bao ship toàn quốc, bao sống luôn anh. Rồi bao sống ha. Dạ. Bao sống bao lâu? 1 tháng anh ơi. Rồi vô tiếp tục. Dạ. Tiếp tục là cây đứng phía sau á. Đứng phía sau á. Mã số 2 là một cây trang vàng nha bà con. Sẽ có một lô, lô này nó cũng cao tương đối như nhau. Nó có chiều cao tương đối của nó là 65. Báo 60 đi, tại gâu ghia ra. 60 ha. Rồi tán ngang là 65. Rồi 60, 60 luôn đi. Dạ, 60 cũng được, cho tròn. Cây cũ ở cái vị trí này là 17 đi ha. Dạ, góc. Dạ, góc. Rồi, quay, 17. Quay góc đi. Cũng có bà vớ tùm lum nha nha. Dạ, nhắm dạ. Rồi, bán cây, cây số 2 có giá là 500 ngàn các bà con. Em bao sống, bao ship toàn quốc. Bao sống trong vòng một tháng nè. Là cây chết là một đổi. Dạ, cây mốt chết là đổi. Mã số 3 cũng là một cây trang vàng. Tại em có một lô, nguyên một lô. Là nó cũng chiều cao là cũng một cho 60 và dạ, 60. Dạ cũng giống y chang nhau vậy đó bà con. Cái hoành thân ở vị trí này là dạ, là 11. Cây số 3 này cũng có giá là 500 nha bà con. 500 số điện thoại đâu luôn. Số điện thoại của em là 0919873462. Cũng là số Zalo, số Facebook. Mã số 4. Mã số 4 cũng tiếp tục là một cây trang vàng nha bà con. Cây này rất là khỏe rồi. Chiều cao cũng 60, tán ngang 60. Và cái điểm đo cái hoành thân vị trí này nó cũng 11 rồi bà con. Cây này sống khỏe, bao sống bao ship à. Bà con có trồng những nước trồng. Rồi, giá luôn. Giá cây số 4 là cũng 500 nha bà con. Không. Cây số 5 cũng là một cây trang vàng. Tại nó có một lô cũng tương đối như nhau vậy đó. Cũng là 60, 60. Dạ cũng 60 60 luôn bà con. Ừ,
phần thân ở vị trí này nó tương đối thôi nè bác. Dạ. Tới 12. Rồi quay vòng cầm cái thước cái mặt đó đó đừng có lật lại. Dạ. Vậy để vô đó. Cái số điện thoại của em là 0919873. Rồi nhưng mà cây này báo giá nhiêu? Số cây số 5 cũng giá 500 nữa. Tặng nguyên một lô nó cũng giá một à. Giá một, số 6. Cây số 6 cũng là một cây trang vàng. Tại có một lô như vậy đó bà con. Con cứ xem rồi mình lựa. Rồi. Cái hoành ở vị trí này là 13. Rồi, quay vòng. À, thân cũng 60 60 nha. 60 60 hết. Rồi, cũng tương đối như nhau vậy đó. Cũng giá cũng 500 luôn nha bà con. Rồi. Tiếp tục cây số 7 cũng là cây trang vàng. Cái hoành thân ở vị trí này nó là 14. Đúng, tại cây này nó có nhánh nha. Dạ dạ. Rồi. Số điện thoại em là 0919873462, cây số 7 cũng có giá 500. Đó. Tiếp tục là cây số 8. Cũng là cây trang vàng. Cái chiều cao nó cũng nãy giờ thôi. Tán ngang. Cái vị trí hoành thân ở vị trí này là 12. Rồi quay đi. Cây số 8 này cũng giá 500 nha bà con. Chết. Cây số 9. Giọt ra vô rồi, cái áo cháo quá. Đó, ừ. Rồi, chuyền qua giọt ra đi. Hoành thân ở vị trí này là nó tới 13. Rồi quay đi. Bao sống bao xiết rồi bà con. Rồi. Cây số 9 cũng giá 500. Số 10. Cái số 10 cũng là một cây trang vàng. Cây này cốt bự lắm nè bà con. Rồi cũng 60 hàng 60, lên đó. Cao 60, tả ngang cũng 60. Cũng một lô một hoành thân vị trí này nó 14. Rồi. Cây sống khỏe nè bà con. Cây này nhiêu? Cây số 10 vị trí này cũng 500 ngàn nha bà con. 11 là một cây trang cam. Rồi chiều cao đó cũng cỡ là 60 60 đi. Chiều cao cái này nó thấp hơn này. 50 nó 55. Chiều cao 55 à. Nó nhỏ hơn cây cái này. Cây ngang 60. Không trang cam ha. Trang cam. Cái hoành thân ở vị trí này nó là 11. Hơi yếu, 10 thôi. 10 đi. Dạ, nó hơi yếu. Cây số 1 10 là có giá 450 ngàn nha bà con. Số điện thoại của em là 0919873462, cũng là số Zalo để mình giao lưu. 12. Cây 12 cũng là một cây trang cam. Chiều cao tương đối của nó là 58. Thôi báo 50. 60. 50 60 vậy. Dạ, 50 60 nó cũng xê xích nhau nó không bao nhiêu. Chứ hoành thôi, hoành này dạ. 10 à. Hoành này 13 nè. Tại tại nó có cái củ ở dưới này, nó 13. Cây số 12 này có giá là 450 ngàn. Em bao sống bao ship luôn. Số điện thoại của em là 0919873462, cũng là số Zalo và Facebook. Cây số 13 cũng là một cây trang cam. Chiều cao của nó thì báo đi, hồi nãy cũng 55 thôi. Tán ngang nó 65. Quay tàn xương xương thì nói miệng dạ. Được rồi. Khỏi đo. Chủ yếu đo cái củ này ha. Cái hoành thân ở vị trí này nó là 11. Rồi, cây này cốt dạ. Thân cũng hơi cao chút. Dạ, hơi cao. Cây này sống khỏe rồi con. 450 luôn hả? Giá cây số 13 là 450 ngàn. Tiếp theo cây số 14 cũng là một cây trang cam. Cái chiều cao nó cũng như nãy thôi, nó một lô mà. Rồi, hoành. Cái hoành thân ở vị trí này nó tới 14 lần.
13 thôi, nó 14 hơi yếu. 13. Rồi, quay đi. Cây số 14 này có giá là 450 ngàn đồng. Cây 15 cũng là một cây vàng cam nè. Số điện thoại là 0919873464. Rồi cây số 10 15 phải không? Dạ. Cũng 450 ngàn đồng phải không? 450 ngàn đồng. Rồi thọt cho đó hoành đi. Cây hoành thân ở vị trí này là nó 13 hơi yếu. 12 đi. 12. Cây này sống khỏe rồi con. Em bao sống bao ship luôn. Cây 16 cũng là cây trang cam. Em có về nó một lô nó cũng tương đương với nhau vậy thôi. Chiều cao nó. Giờ mình tán ngang. Hoành thân ở vị trí này nó tới 12. Cây 16 này cũng giá là 450 ngàn đồng. À. Số điện thoại của em là 0919873462 cũng là số Zalo Facebook. Cây 17 cũng là một cây trang cam, tóc thân cũng hơi cao. Rồi. Cái hoành thân ở vị trí này là nó là 13. Cây số 17 cũng giá 450 ngàn. Sống khỏe rồi bà con. Trang đỏ thái. Tiếp theo là một cây trang đỏ. Chiều cao tương đối của nó là 55. Tán ngang của nó cũng 60-65. Cái này cái củ nó hơi sâu ở dưới. Rau đỏ thái này nghe coi. Ờ, bán thân, cây đi, cái này đo 10 đó, cả 10 đó. Khoảng 10 ở dưới nó khoảng 10 thôi. Tại nó còn sâu ở dưới. Cây số 18 nó có giá 450 ngàn, em bao sống bao ship. Cây này đảm bảo khỏe mạnh. Sống. Cây số 19 cũng là một cây trang đỏ. Chiều cao tương đối của nó là 45. Tán ngang của nó là 57. Đỏ thái à? Đỏ thái, hoành hoành thân vị trí này là 9. Rồi 9. Cây 19 này có giá là 450 ngàn nha bà con. Đảm bảo sống khỏe. Số điện thoại của em là 0919873462, cũng là số Zalo và số Facebook của bà con mình để liên hệ. Số 20 tiếp tục là một cây trang đỏ. Đỏ thái. Chiều cao của nó là 55. 55 60 đi. Rồi 55 60 nó cũng một rồi. Lô một vậy thôi. Cái hoành thân chính. Thân cái này là chính. Cây số 20 là có giá 450 ngàn. Em bao sống bao ship nha. Cái 21 cũng là một cây trang đỏ thái. Nó rồi, một lô, một báo chiều cao thôi. Được không mình cứ đọc nha. Cây này đừng có quay rồi. Cây này khoảng bao nhiêu vậy đó? Chiều cao nó khoảng là 55. Ừ vậy đó. Rồi tán ngang nó là 60. Rồi hoành thân chính. Rồi hoành thân là chính. Trừ cái, tại vì trừ cái nó ở nó ra. Hơi sân sâu ở dưới. Rồi rồi vậy đó. Rồi, đưa số... cái cây lên là cứ báo không có chiều cao báo liền. 450 ngàn. Nói cái gì chứ. Rồi tiếp theo cây số 22 cũng là cây trang đỏ thái, chiều cao nó cũng là tương đối cũng 55 thôi, tán ngang cũng 65. Ừ vậy đó, nó một lô một. Rồi cái hoành thân này chính luôn nè. Cái hoành thân này nó cũng là chính thôi bà con. Luôn. Dạ, rồi nó cũng chính hả, cỡ một cũng cỡ một hả. Anh bao sống bao ship. Cái số điện thoại là 0919873462. Số cây 22 có giá là 450 ngàn. Tiếp theo cây 623 cũng là một cây trang đỏ thái. Cái chiều cao tương đối của nó cũng 55, tán ngang của nó cũng 65. Cái hoành thân ở vị trí này nó dưới nó cũng cỡ khoảng 9 à. Rồi. Cũng khoảng 9 thôi. Cây số 23 cũng giá 450 ngàn đồng. Em bao sống bao ship, cây này đảm bảo sống khỏe rồi con.
Đỏ 24 cũng là một cây trang đỏ Thái, cái này nó cao hơn, kia thì nó vuông. Cao cũng 55, 60 gì đó, tán ngang cũng khoảng 60 à. Cái hoành thân ở vị trí này, cái cũ, cái này cái đế dưới này nó 16. Tại vì nó có hai cái thân nhỏ, thân này nó thân nhỏ. Thân bự bên trong đi ha. Thân bự. Bên trong có khoảng 9 thôi. Trời ơi. Quay đi. Ừ. Cây số 24 này có giá là 450 luôn nè bà. Rồi. Đảm bảo sống khỏe. Cây số 25 cũng là một cây trang đỏ. Chiều cao tương đối của nó cũng 55, tán ngang cũng 60 à. Cái hoành thân vị trí này nó cũng 10 thôi. Dướng tùm lum nha, báo chín cho bà con đi. Rồi, mình bán cây đi. Rồi. À, chín. Chủ yếu dáng thế thôi. Đồng giá hết. Số 25 là có giá là 450. Đo lại không đúng mà mệt lắm. Rồi rồi. 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 Nó cũng tương đối thôi, nó cũng một lô một à. Cây 26 cũng chiều cao tương đối cũng 55, tán ngang cũng 60 thôi. Cái hoành thân ở vị trí này nó hơi sâu dưới rồi con, nó cũng khoảng 9-10 thôi. 9-10 thôi. Cây 26 nó có giá là 450.000. Sống khỏe rồi con, bao sống bao ship. Rồi. Cây 27 cũng là một cây trang đỏ, đỏ Thái. Chiều cao nó cũng là 55 tương đối, tán ngang 60. Cái hoành thân ở vị trí này nó cũng khoảng 9-10 thôi con, nó chín nha. Tại vì nó mà cũng một lô một à. Cây số 27 cũng giá 450.000. Em bao sống bao ship. Cây đảm bảo sống khỏe. Số điện thoại em là 0919873462. Cũng là số Zalo và số Facebook. Tiếp theo là một cây sam trái. Chiều cao tương đối của nó là 45. Tán ngang nó là 40. Cái hoành thân nó chừng ngón tay út nha bà con. Cây số 28 này có giá là 300.000. 29 cũng một cây sam trái. Đang có chiều cao tương đối nó là 45. Tán ngang là 40. Cái hoành thân cây này nó cũng chừng ngón tay út nè. Cây này sống khỏe. Rồi. Cây số 29 có giá cũng 300.000 luôn. 30. Cây 30 cũng là cây sam trái. Chiều cao tương đối của nó là 50. Tán ngang của nó là 45. Cái hoành thân ở dưới nó cũng khoảng một ngón tay út thôi. Nó lại. Cây đảm bảo sống khỏe nha bà con. Cây số 30 có giá là 300. Rồi 31 cuối lếp. Sam. Tiếp theo là cây cuối nha bà con, là một cây sam. Sam đo khỉ nha. Cao đi. Sam có chiều cao tương đối của nó là 53. Rồi sam sông Hinh hay gì? Dạ, sam sông Hinh. Vô dây rất đẹp đó, đế đẹp rất đẹp. Cây già cây. Tán ngang nó ở vị trí này là 75. Tán rộng lại coi. Chiều vuông lại, chiều vuông lại. Đây, chiều nhỏ chiều lớn, vuông nó là 45. Rồi. Cây số 31. Cây ghim không có ghép gì phải không? Không, không ghép anh. Có giá 3.700.000. Em bao sống bao ship. Em mới dính cắt nó lành hết à. Đảm bảo sống khỏe, thùng chậu luôn à. Vô cái hoành coi. Cái hoành thân ở vị trí này nó tới 34 nha bà con. Rồi. Cây số 31 này có giá 3.700.000. Số điện thoại của em là 0919873462. Bao sống bao ship toàn quốc. Rồi hết ha. Dạ, cuối clip em muốn xin cảm ơn sự ủng hộ của bà con trong thời gian qua. Và xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những clip tiếp theo. Và cũng rất mong được sự ủng hộ của bà con trong thời gian tới. Và xin chân thành cảm ơn.